Vâng, và sau đây em mời các bác cùng xem bên trong em nó sẽ như thế nào. Em sẽ tháo củ lò bát ở phía trước này trên. Ở phía trên là bốn cái chép và cái lò bát thì nó cũng y chang nhau của đây thôi. Để các bác xem luôn phần tiêu âm bên trong. Đây. Hai cặp 601 Series 3 hoa hậu của Mỹ. Em cập bến, hàng đó bay về, đẹp long lanh. Giá em báo rồi, 45.500 đã bao gồm phí ship. Vâng, đây là cấu hình bên trong của dòng 601 Series 3 thì các bác sẽ có một cái học bên trong như thế này. Đấy, và tiêu âm ở bên trong là phần tầng bóng đèn. Đấy. Cái nào cũng vậy nha các bác. Đấy. Và cặp bên tay trái là nó là năm 86 này. Ngày 9 tháng 10 năm 86 này. Đấy. Có thấy chưa? 86 trên cái từ nó sẽ có cái tem boss và nghe năm sản xuất nha. Đây là những thời kỳ hoàng kim của Boss nha các bác. Nó sản xuất tại Mỹ. Đây. Tất cả nguyên zin hết nha các bác. Hàng đó bay về, xích xe của nó là xích màu đen, bảy màu nha. Đấy. Cặp này là cặp bên trái này. Năm sản xuất của nó là 86 này, được in trên từ loa này các bác. 86. Còn cặp bên tay phải là 88 nha các bác, 88. Ngày 2 tháng 8 này. 88. Đây. 88. Còn qua thời kỳ 199XX á, thì nó sẽ sản xuất ở Mexico và Canada, không còn ở Mỹ nữa. Những cặp 601 Series 3 ở Mỹ là nó thuộc vào năm 8 mấy nha các bác. 86, 89, 88, vân vân. Cặp bên tay trái là cặp 88 nha các bác. Tay phải là 88, cặp này 88 này. Đây, cũng vậy, cũng tiêu âm nha các bác. Bút tiêu âm. Là bác nào lựa chọn cặp nào thì alo cho em. Cặp đây bên đây là cặp sản xuất năm 86, còn cặp đây là 88 và series thì em đã báo rồi. Bác nào lấy thì alo cho em nha. Có hai số điện thoại trên thì các bác biết được những cặp sản xuất tại Mỹ là nó thuộc vào những năm nào. Còn những cặp mà 94 năm 1992, 94, 95 là nó ở Mexico hoặc là Canada chứ không còn ở Mỹ nha bác. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đây là cặp phía bên trái nha. Đây là cặp phía bên phải, hai cặp đều đẹp như nhau và đồng giá là 45.500. Thì đợt này em về cũng như là hàng đấu về giá nó tốt của các bác ở những cái giai đoạn mà chuẩn bị Tết, cận Tết thì có được hai cặp đẹp như đập thùng như thế này. Thiếu thùng xốp luôn nha các bác. Bác nào lấy thì alo cho em nha. 45.500.000. Chuyển khoản đủ thì em bớt 500 là còn tính là 45 tròn bao ship. Còn cọc tiền thì vẫn giá 45 năm nha các bác. Cọc tiền các bác cọc 10% giúp em. Em ship hàng tận nơi. Đấy. Lo thì đẹp tuyệt vời. Không có điểm trừ nha bác. Đẹp không có điểm trừ nha. Đây là cặp bên phải này. Đạt hết tất cả các tiêu chí các bác vừa nghi vừa trưng bày. Nói về nghi thì dòng 601 Series 3 này thì đình đám rồi nha. Không cần phải giới thiệu nhiều. Thì sau đây em sẽ mở kênh. 601 Series 3 thì nó là được sản xuất tại Mỹ hết nha các bác. Tất cả nguyên zin, hoạt động hoàn hảo với tất cả các loa và tiếng loa rất là đẹp. Zin từ A tới Z nha các bác. Em sẽ lấy kênh ra để một bên tiện để phục vụ và khoe và các bác cùng xem. Cặp bên tay phải là nó đậm hơn nha các bác. Cặp bên tay trái thì lợt hơn một tí. Vâng, đây là khi em đó giật cái kênh ra, các bác cùng xem tiếng loa. Nó sở hữu là hai bát nha các bác. Bát ngang, bát trước và bát hướng lên 45 độ. Đúng cặp trong series thì tiếng loa nó sẽ đều nhau nha bác, tiếng loa nó sẽ đều nhau. Đây. Rất là đẹp nha các bác. Đây có thấy. Tiếng loa. Bốn cái lò chép nha. Đẹp tuyệt vời luôn nha các bác. Cặp này cặp bên phải nè. Đấy. Rồi cặp bên trái mình có xem tiếng loa.
còn nguyên cả bụi từ bến về luôn các bác. Đây, các bác thấy này. Đấy. Nguyên mộc mạc luôn nha. Rồi sau đây em sẽ quay thùng quách để các bác cùng xem. Vâng, đây là cảnh phía tay phải của hai cặp loa. Đây là cặp phía bên trái đầu tiên. Mời các bác cùng ngắm này. Không một điểm trừ nào luôn nha. Đây các bác thấy này. Không điểm trừ, nguyên một mặt. Đây là cặp bên tay phải. Nói chung là đẹp thiếu sót các bác, rất là đẹp. Đẹp không có điểm trừ và khó tìm bắt lỗi những cặp hoa hậu như thế này. Rồi đi đến cặp cạnh phía bên tay trái của hai cặp loa. Và đây là cạnh trái của cặp loa, cũng như cạnh phải thôi. Đẹp long lanh luôn nha các bác. Đây, đây là cặp phía bên tay phải. Đây, các bác thấy đẹp bén như dầu lam luôn nha. Rồi, em quay phía sau và báo series cặp bên trái và bên phải cho các bác cùng xem luôn. Bác nào thích cặp nào thì mình alo cho em Chí nha. Vâng, và đây là phía sau ở của hai cặp loa. Em mời các bác cùng xem nha. Sẵn tiện các bác xem luôn loa trép nha. Đấy. Đây, cạnh này các bác. Đấy, đẹp. Rồi, cặp bên tay trái là series là 1863. 1863. Cặp bên tay phải là series 2885. 2885 nha các bác. Đúng cặp hết nha. 2885. USA hết nha các bác. Dòng 601 series 3 là USA. Đây là hai lỗ thông hơi. Đấy. Trầm loa. Dòng loa boss là trợ kháng 8 ohm nha các bác. Cặp bên tay trái là 1863 nha các bác, còn cặp bên tay phải là 2885. Rồi sau đây mời các bác cùng xem tiếp theo. Bác nào lấy thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha. Và các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất.